của bạn. Tango. Nhảy đi anh ơi, xuống nè, xuống nè. Bây giờ chúng tôi đang đi tới cái gì đó? Đi đâu? Cái chỗ mà có con lạc đà, con cụ, con dê, con bò, con heo, con ngỗng, con gì mà con ngựa mà nó lùn chi ca gì đó đó. Đây, xuống đây. Anh xin em cho em đi. Có cho 5 ly nữa đi, 5 ly đặng 1 nữa đi. Cảm ơn. Trời ơi, trời đất ơi. Cái gì vậy? Trời đất, trời, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Quá trời các cháu ơi. Quá trời rồi các cháu ơi. Các cháu của bà ơi, các cháu của bà ơi. Trời ơi, nó đè bà Harry xuống. Rồi rồi rồi. Ok, 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 nhưng mà trời ơi, đã đứt luôn hả? Trời đất ơi, mấy bà này quá trời mấy bà rồi. Trời ơi, tụi bay quá trời tụi bay rồi. Trời đất ơi, như nhũ mẫu vậy đó. Vừa tới các cháu bu đông bu đỏ. Mấy cái bạn lớn có bạn đen này tổng nghiệp nè, bạn đeo mặt nạ kìa, heo mặt nạ. Mặt nạ nè. Nè nè, cái mặt người ta đẹp tự nhiên, đeo mặt nạ hồi nào sao mà body shaming quá. Bạn nè, bạn này xếp hàng chưa có nè. Không, cái bạn đó kìa. Ừ đúng rồi, bạn đó. Con nào bung vậy? Rồi tới tôi. Trời đất ơi. Cái bà này nha, con quỷ này nè, mới bay lớn đó 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 đó. Trời ơi, xếp hàng vô con ơi, xếp con. Trời ơi, con quỷ yêu. Trời ơi, nó hút luôn, bà này nó hút. Trời ơi, cho mấy bạn thỏ ăn nữa kìa, mấy bạn thỏ ngồi ngóng. Mấy bạn thỏ kìa, quay rồi. Trời ơi, mấy bạn thỏ đang ngồi kìa. Đây đây đây, cho tôi 1 ly đi, cho bạn thỏ ăn. Đây đây, cầm giùm anh. Rồi thôi, ngồi đi. Mấy bạn kia không cho bạn thỏ gì hết. Đi lên, cho bạn thỏ ăn. Đó, bà nó thấy ai có khả năng, có tiềm thì năng đó không? Có gì nó là đúng. Bên này là người ta đúng. Đối xử là tùy khách hàng thôi. Đúng, khách hàng nào có tiềm năng thì đúng rồi, rõ ràng đây là rõ ràng là như vậy. Đúng. Ờ. Đó, vẫn nó cho nhiều đồ ăn cho liên tiếp, nó đâu có đi gì nữa chỗ khác đâu. Chứ bây giờ người ta cho ăn quen quý vị ơi, cái gì cũng vậy, không sống trên đời thì mình phải hiểu cho người ta. Tại cái này mà ngày người ta tiếp bao nhiêu khách, người ta đâu có thể nào mà mất thời gian cho một khách được. Anh ơi, anh ơi, mua cà rốt cho em nè. Không có tiền. Không có tiền hả? Đây nè. Đây nè. Dạ. Rồi bây giờ cầm đồ ăn đưa cho con nó ăn nè. Đây nè. Ê, cái này gọi của em mà. Xin lỗi. Đừng có giành của em. Có cái nào kêu mấy đứa kia tới không? Mình đi qua mấy bạn. Để làm quen với bạn. Từ bạn ơi, từ bạn ra nhớ. Rồi. Sao cái miệng nó hút nè. Không, không, nhưng mà bạn tiếp cận từ từ. Hay bạn thấy mình nhiều của cải quá, bạn sẽ đổ lòng tham. Hút hay là hút chân trâu vậy trời. Bạn sẽ đổ lòng tham. Bạn bình tĩnh, bạn bình tĩnh, biết rồi, bạn bình tĩnh nha, cho bạn ăn. Đó, đúng rồi, bình tĩnh nha, ừ, đó rồi. Được rồi. Cái này bạn ha. Tango. Rồi đi ra chỗ khác, chụp nữa cho bên kia đi, con này đẹp quá. Con này đẹp nè. Con này biết tiếp khách nha. Đây bằng chocolate. Đưa bằng choco ơi. Choco. Cái khách này, đi ra chỗ khác đi. Khách đây. Ủa, tôi có mua vé mà. Không, kệ bạn. Vé ngược quá, ngang vậy đó. Không, bên này là hướng này đẹp, màu đen đẹp. Ok. Ok. Nè, tới mình. Kìa, mấy bạn lại rồi, đâu có. Trời ơi. Trời ơi, mấy bạn tràn về. Từ từ, mấy bạn ơi. Đại đậu về, Đó, nói không có cách nào quá. Đó.
Hay quá, hay quá. Ý, thôi vô ăn thịt cho mẹ. Đó, không phải có đại ca mấy bạn đùa về. Bạn heo được nhiều bạn ưu ái quá. Kìa, yeah, đó bên bà Ti kìa, đó, ê, cái này bạn trẻ là quá vậy. Bà Ti em kiếm đi mặt này. Ê, YouTuber bình thường né nè, tôi cái đi. Trời ơi, tôi không muốn né bà quá vậy. Không, không kệ bạn. Thôi bạn né em tôi cái đi, tôi cần, đây nè, đây mới là tránh nè. Rồi, cho ăn đi bạn. Được. Kìa, bên kia qua quá kìa. Có một cái gì đó các bạn hơi đuối nha các bạn ơi. Phun chưa? Cái gì vậy? Phun. Ai biết giận ai gì đó. Ôi mà nó phun một cái ngay, cái miếng cà rốt vô trong miệng mình luôn, ngay mép nè. Không biết làm chi mà nó giận vậy. Không biết nữa là quăng cái gì, không biết nữa. Ây da, bên kia thì nó có cái con gì kìa. Con vịt à. Con vịt đấy mọi người ơi. Con vịt nó cũng ăn cái này hả? Ừ. Nó cũng ăn cà rốt hả? Ai biết. Con vịt nó ăn cà rốt hả? Đây nè. Sao cái mấy con này là nó... Anh nó coi thường mình quá. Nó không có thích cà rốt hay sao vậy? Trời ơi, cái con ngựa luôn kìa. Đâu? Con ngựa kìa kìa. Ê, con bên đi. Dễ thương quá à. À, dễ thương quá à. Đăng kì. Con này nó đăng kì, con này phải đăng kì không? Không, con đi. Đăng kì. Đây kìa, tấn tới kìa. Đó, tới nè. Đây nè con. À, đúng rồi. Nhẹ nhàng thôi. Từ từ, chúng ta cái tay. Con chim kìa, con chim đuôi đang xẻ kìa. Ủa sao các bạn lại bị xích lại vậy? À, cái con này nó mặt thù quá. Rồi cái con này là cái gì? Mặt là gì? Dạ, cái mặt nó kìa, con dê. Dê ơi là dê. Ê, không phải dê, con này con cụ. Ơ, con cụ rồi. Con cụ rồi. Ôi nè. Ăn chay. Ăn chay. Nè coi nè. Đó, ăn chay. Đây là coi kìa. Rồi mấy con bò mà ăn xong thì tôi đã anh chị ơi. Chục lan á, chục lan. Thường nó ăn xà lách nè. Ờ. Mà ăn mắc cười hay mà có cười. Bên đây nó cũng có nè. Mà mấy màu đẹp hết. Con ơi con. Trời ơi cái con này sao nhìn cưng quá vậy? Con này là con gì? Con. Dê. Dê. Trời ơi dê này sao này? Dê này sao bự dữ vậy? Con bồ mà nó màu đen. Nó mập quá trời luôn. Nó nó cái mập. Trời ơi cái bụng nó sắp nó giống như là ăn nhiều quá rồi. Nó giống như là phụ thai luôn ấy. Phụ thai. Thai phụ má ơi. Thai phụ chứ phụ thai là cái gì? Trời nó ăn quá ăn được. Bà ơi bà ăn nhiều quá mà mập quá kìa. Trời ơi, quá trời luôn. Sao nó ăn mà cái bụng nó như là ai nhét cái mền trong vậy? Ủa thiệt á. Cái con này là con gì vậy? Chim, chắc chim gì đó. Trĩ hay đó. Gà lôi hả? Gà lôi hả? Gà lôi, cái con này mặt lạ quá mà. Con này con sơ kỳ nè. Ê anh nhìn cái mặt nó lạ lắm á. Gà lôi đó. Nó không cho thấy mặt nó không à. Tôi kêu anh. Ừ sao cái mỏ nó kỳ vậy? Bỏ nhé. Cái màu của nó mà rủ cái xuống á. Cái mỏ nó đang chảy á. Mỏ đang chảy. Cái mặt đang chảy kìa. Ồ cái bà đang chảy kìa. Đó. Vậy mình cho coi kỹ cái chân dung mà coi. Sao cái chân dung bà này kỳ vậy ta? Con ơi sao cái mỏ con nó xuống dữ vậy con? Tôi bực mình quá mà. Cái mặt tôi phải đọc lại Bình Dương như vậy thì mấy người mới bỏ tiền mua vé vào xem. Chứ tôi bình thường như con gà con vịt thì mấy người có xem không? Hỏi hoài. Trời ơi đó bà xè quạt ra đó. Đó bà xè quạt ra bà múa quạt nè. Nó có quạt không? Nó có quạt một hầu nữa. Tôi sợ nó bắn phi tiêu ra nữa. Ê nhưng mà nó lạ quá ha. Nó mở sẵn như vậy ha. Nó mở sẵn vậy đó. Ê vậy là cái con này là con đực. Đây là con cái rồi. Ừ con đó con đực. Con đực nó lúc nào cũng đẹp á. Phải không? Động vật là con đực đẹp. Con người là con gái đẹp. Đó là suy nghĩ của em. Nhưng mà động vật là đúng ra là con đực đẹp hơn. Đây là con đực. Thì con cái rồi sao con cái nhìn nó. Đẹp quá. Yeah, tiếp khách. Đẹp quá. Yeah. Ê, vừa nha. Chắc đi thôi nha. Ê, con vui lắm nha. Thôi đi ra, hồi đi ra phong đi rồi. Đi đi con. Đẹp quá. Nè, người ta làm xi măng lại cái dấu dò là của bà này chứ mày. Bà đó.